Xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Và bây giờ thì Tiền thấy cái lò nó có nhúc nhích rồi cả nhà. Cái lò nó giật xuống luôn kìa. Không biết cá gì đây. Hy vọng là cái cuối này vô cái con cá lóc khủng khủng. Cá gì đây? Ôi ôi. Ôi ôi dữ lắm rồi cả nhà. Dạ, Tiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Hôm nay Tiền tiếp tục lên đường đi thăm lò cá nha cả nhà. Thì đầu video Tiền cũng không quên chúc cho cả nhà thân yêu mình ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Công việc thì suôn sẻ, luôn luôn suôn sẻ nha cả nhà. Thì cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh Tiền, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những video hay hơn nữa nha. Và bây giờ thì Tiền mời cả nhà mình theo chân Tiền thăm cái luồng lờ này, hy vọng sẽ có thành quả trúng cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Mời cả nhà. Dạ, vẫn là cái lò cá đầu tiên nữa nha cả nhà. Xa xa Tiền thấy cái lò tiếp tục nó giăng cây ra nữa cả nhà ơi. Kìa, cái lò nó giăng cây ra nữa rồi. Cá thì nó ngợp hàng hà, không biết còn cá không đây. Rồi, Tiền nghĩ chắc xong hay gì rồi. Còn cả nhà ơi. Còn cá còn nha cả nhà. 3-4 cá sặc nó ngợp hết trơn nữa, vô quậy nè. Dân dân cây ra nằm ngoài rồi nha cả nhà. Cá lóc cả nhà ơi, quá đã, hèn chi dân cây ra luôn. Cá lóc này cũng bự rồi cả nhà, khai lò cái đầu tiên, ngon lành cành đào cả nhà ơi. Mùa khô nắng hạn này là kiếm từng con cá là rất là hiếm nha cả nhà. Cái chỗ này là lúc trước là cũng như là cái chỗ quyền thoại luôn rồi cả nhà. Lúc trước vô con cá lóc 1,7 kg, rai rai cũng 6-7 lạng, nhiều lắm cả nhà. Nè, con này chắc cũng cỡ nửa ký cả nhà. Rồi, cây là cái đầu tiên, vậy là ngon lành cành đào rồi. Tiền ướp máy tiếp tục mời cả nhà mình đi theo chân Tiền thăm những cái lò cá tiếp theo nha. Dạ, tiếp tục mời đại gia đình mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Chưa lại tới mà cá đó. Nó vô cái lò nó giật giật cái lò rồi cả nhà. Kìa, giật giật cái lò. Cái lò Tiền đặt lúc ở trong kia cạn quá cạn, thì giờ vô đây có nước nè cả nhà. Kinh nước rút dữ lắm rồi. Cá nó giật lò dữ lắm, không biết cá gì đây. Cá gì đây? Ôi ôi, bày cá rô luôn cả nhà ơi. Quá sướng rồi. Hèn chi giật giật cái lò quá trời. Bày cá rô luôn cả nhà. Cá rô mề không? Ba con cá rô mề với một con cá rô nhỏ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Với hai con cá sặc bự nữa. Bảy ốc, bảy cá rô. Quá đã luôn cả nhà. Xe người ta chạy tới rồi, Tiền giấu bớt mới được. Cái luồng lò Tiền đặt ở đây mất hết 5 cái nè cả nhà, không được giải luôn. Lấy được 5 cái được. Rồi, để Tiền ướp máy cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái lò cá tiếp theo nha. Cái lò này quá đã cả nhà ơi. Dạ, tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Tiền lấy cái đồ Tiền đẩy lại. Con gì đây? Tình hình im quá cả nhà ơi. Cũng có cá nha cả nhà ơi. Ồ, có lý cả nhà ơi. Cái đầu Tiền đẩy kỹ dữ lắm cả nhà, vậy mà còn mất được một con cá lóc vậy nè cả nhà. Nè, con cá lóc vậy nè, ngon lành cành đào. Rồi, để Tiền bắt cá ra tiếp tục thăm cái lò cá tiếp theo nha.
Dạ. Tiếp tục thêm cái lò cá tiếp theo nha cả nhà. Rồi rồi rồi. Xa xa thì thấy có cá cả nhà ơi. Cá nó quậy quậy vô đây nè. Cái đầu lò nó nhỏng lên luôn cả nhà. Đó. Nhỏng lên luôn kìa. Cá có râu. Cá chê cả nhà ơi. Trời ơi. Cá chê cả nhà. Cá chê với một mớ cá sặc. Cá chê quá đã luôn. Cá chê mập lúc luôn cả nhà. Mớ cá sặc là cá sặc bự không à. Quá đã. Sướng sướng cả nhà ơi. Nè cá chê nè. Bảy cá sặc nữa cả nhà. Rồi để tiền góp máy bắt cá ra rồi tiếp tục đi thăm cái loại cá tiếp theo nha. Dạ tiếp tục mời đại gia đình mình thăm cái loại cá tiếp theo luôn. Cái loại này được rồi, vô 4 cá lóc nè cả nhà. Không biết đợt này sao đây mà nó hôi hôi đây. Cái đời vô một bảy cá sặc nóng lạnh luôn cả nhà nè. Ôi ôi quá đã cả nhà, mùa này vô cá gì cũng mừng đó cả nhà, vô cá gì cũng mừng á, có cá là mừng rồi, không cần đòi hỏi, có cá là có làm đồ ăn, có bữa cơm hàng ngày rồi cả nhà. Có cá là mừng vui, cá sặc này ngon lắm cả nhà. Nè. Bậy luôn nè. Trời ơi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Ngon lành gành đào. Rồi. Để tìm góp máy. Bắt cá nhà rồi tiếp tục đi thăm cái loại cá tiếp theo nha cả nhà. Quá trời cái rễ cây bận nè, rễ nào rễ nấy, ui tổ luôn hả nhà. Dân miền Tây là nhìn vô cái này là biết liền à. Rồi mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo nha. Cái lò cá này được rồi, vô một con cá lóc với một con cá dày nè cả nhà. Ui, có cả nhà ơi, có, đó. Ôi ôi, một cá lóc nữa nha cả nhà. Quá tuyệt vời. Quá đã cả nhà ơi. Ngon hình gành đào. Một con cá lóc nữa nha cả nhà. Cá lóc này chắc cỡ 200 mấy á. Nha cả nhà, quá đã. Với mới cá sặc đó, con nào con lấy bự bự không à. Kìa, con nào lấy bự bự không cả nhà. Ngon lành. Rồi, để tiền ốp máy bắt cá cho tiếp tục đi thăm cái tiếp theo nha cả nhà. Cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và hữu ích, yêu mến kênh cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ nha cả nhà. Để Tiền có cái động lực và có thêm doanh thu và thu nhập trang trải cuộc sống cho gia đình của Tiền nha cả nhà. Tiền chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Dạ tiếp tục mời cả nhà mình thăm cái lò cá tiếp theo luôn. Ôi có cá gì đây, trời đất ơi, cá cứng nhỏ xíu. Cá cứng nhỏ quá cả nhà ơi. Cá này mà rớt mưa xuống cái mập bự dữ lắm, mau bự dữ lắm cả nhà. Cá này nhỏ xíu à, cỡ nhỏ hơn giò cái mà mập dữ lắm. Tiền thả đi đi. Đi đi. Đó, lội đi. Tiền ốp máy nha cả nhà.
Dạ. Tiền tiếp tục mời đại gia đình mình thăm cái loài cá tiếp theo luôn. Thôi đất ơi. Vô cả nhà ơi. Vô rồi. Ôi ôi. Lần đầu tiên thì đặt lời vô con cá này nha cả nhà. Ôi ôi quá đã cả nhà ơi. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên thì đặt lời vô con cá này nha. Cá này bóng tượng hay như nè. Cá này phải cá bóng tượng không bạn Tô Nguyễn? Hoàn toàn ơi. Cái này bóng tượng chứ gì. Lần đầu tiên tiền đặt lời vô cái này nha cả nhà. Quá sướng luôn. Cái này cũng bự điếng cả nhà. Chắc cỡ 2-3 gram vậy ạ. Ôi con cá bự hơn cổ tay tiền nữa. Ôi ôi sướng cả nhà ơi. Sướng chà bá luôn cả nhà. Lần đầu tiên quá sướng cả nhà ơi. Chà ba lửa luôn. Dạ tiếp tục mời cả nhà mình thêm cái loài cá tiếp theo luôn. Cái loài này cũng là cái loài cuối cùng cả nhà mình ơi. Cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để Tiền có cái động lực làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Và bây giờ thì Tiền thấy cái loài nó có nhúc nhích rồi cả nhà. Kìa. Cái loài nó cứ giật xuống luôn kìa. Không biết cá gì đây. Hy vọng là cái cuối này vô cái con cá lóc khủng khủng. Cá gì đây? Ôi ôi. Ôi ôi dữ lắm rồi cả nhà ơi. Dữ lắm rồi. Ôi ôi. Chà bá luôn. Hugo cả nhà ơi. Xuống ơi là xuống. Ủa. Ôi ôi Hugo. Cá này không biết vô ký nổi không đây. Vô ký nổi không đây cha ta. Quá trời con cá nó mập. Cá nó mập từ đầu tới đuôi luôn cả nhà. Từ đầu tới đít luôn. Quá khứ rồi. Ui ui, xuống cả nhà ơi. Cái cuối nhất giác con Hugo này quá sướng rồi. Cái đầu với cái cuối ở giữa rai rai. Quá tuyệt vời không mặt trời. Quá sướng cả nhà ơi. Rồi để Tiền ốp máy bắt cá ra rồi về tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Dạ Tiền mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Thì Tiền cũng mới vừa đi thăm loài cá về nè cả nhà. Tiền mới đổ 4 cái rô ra trước. Thì cái luồng lời của Tiền hôm nay cũng trúng mánh nha cả nhà. Cũng ngon lành. Nói chung là mùa khô nắng hạn này là kiếm con cá rất là khó cả nhà. Nước kinh rồi cạn hết rồi. Dần dần cạn hết rồi. Còn ngoài thì độ mặn nó xâm nhập. Cá không có. Còn trong thì nước kinh nước ngọt thì càng ngày càng cạn kiệt. Để Tiền đổ cá ra tổng kết cá cho cả nhà mình cùng xem nha. Bữa nay nói chung là trúng mánh nha cả nhà. Đây. Lần đầu tiên Tiền đặt lờ vô con cá này, con cá bóng tượng. Cá bóng tượng quá trời bự luôn cả nhà. Nè. Tiền cầm mà tay không giáp luôn á nè. Cái đầu nó không giáp tay còn một khúc nữa nè cả nhà. Con cá này còn cỡ 300 gram hơn á. Rồi, cái cuối được con Hugo. Chà bá luôn, con này cỡ 600 gram, nửa ký 600 gram cả nhà. 600 gram ạ. Còn con này thì đầu tiên. Con này cỡ 400 gram. 300 gram chứ không tới 300 mấy. Được 3 cá lóc nha cả nhà. 3 con. 1 con.
2 con, 3 con với một con cá lóc dày. Đây, một con cá lóc dày nữa nè, là 4 con. Một con cá chê. Cá chê cả nhà, cá chê mập ú luôn đã đó. Với con cá bóng tượng, 4 con cá rô. Với một bầy cá sặc. Bầy cá sặc con nào con nấy bự bự không? Quá trời cá sặc rồi. 4 cá rô nha cả nhà. 4 cá rô vô một lò một luôn. Bầy. Tổ luôn. Cái rô này mưa xuống là dữ lắm cả nhà. Ngon lành, nói chung luôn là hôm nay là ngon lành cành đào cả nhà. Một con, hai con, ba con, ba con cá lóc. Cá con bóng tượng, con cá chê, bầy một bầy cá sặc, 4 cái rô. Thì cái thời lượng của cái video này cũng khá là dài rồi. Thì kính chúc cả nhà thân yêu mình thật là nhiều sức khỏe. Và xem video của Tiền cảm thấy hay và yêu mến kênh, cho Tiền một like, một đăng ký, một chia sẻ để kênh Tiền phát triển hơn nữa nha. Thì Tiền cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều vì thời gian qua đã đồng hành và theo dõi kênh Tiền nha. Thì Tiền rất mong đại gia đình thân yêu mình đón nhận và ủng hộ xem video của Tiền, xem hết clip nha cả nhà, xem hết video cho thời lượng video. Tiền có cái tăng thêm thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình hàng ngày của Tiền á nha cả nhà. Thì Tiền cũng chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Một lần nữa Tiền cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Thì Tiền cũng xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình cái video tiếp theo nha. Luôn là có Tiền hôm nay trúng mánh ngon lành cành đào nha cả nhà. Mùa khô nắng hạn này Tiền thăm mười mấy cái lợ này là như đây là cũng là ok rồi cả nhà. Con Hugo, con cá bóng tượng này Tiền lần đầu tiên đặt vô luôn nha, nha cả nhà. Cả nhà mình xem video có yêu mến kênh á, có hay và hữu ích, cho Tiền một like, một đăng ký là cái động lực lớn nhất để Tiền làm những cái video tiếp theo nha cả nhà. Tiền chân thành cảm ơn cả nhà mình nha. Xin chào tạm biệt.